cảm xúc thương thầy. Thầy em cũng hỏi bài và câu với mọi người, bởi vì bà cũng đang xúc động. Thầy là thầy thành quá 20 tuổi mà đã tới đây để thầy đang đợi này rất là sợ. Đó là xúc động khi mà đến khóc phục rồi. Đúng khóc bài. Mà đủ hết rồi. Gia đình nhưng mà không được phép quay trường. Là xúc động được hết rồi. Là xúc động nhưng mà chị tôi hạnh phúc của người hạnh phúc của bài. Khúc quá tàn nhiều. Là xúc động. Không ai khổ chứ thầy. Thầy là thầy sống á. Thầy là thầy sống ở trên trời đấy. Giờ bà 8 năm cảm xúc thương thầy. Thì thầy đây em cũng cùng hỏi bài và vài câu với mọi người, bởi vì bà cũng đang xúc động. Thầy là thầy thành quá 20 tuổi mà đã tới đây để thầy đang đợi này rất là xúc động. Bà là người thì tám, bà thì coi như là người Thanh Hóa nhưng mà bà vào đây cũng lâu rồi. Dạ. Bà bây giờ bà đang ở coi như là trên làng Ca Lon. Dạ. Mà coi như là giáp sang biên giới đấy. Dạ. Lào gần ở Ba Đông Dương các bạn. Vâng. Dạ. Rồi coi như là bà đi thì coi như là cái lần trước lại đi với cái bà già thì coi như là đi ra gặp cũng không gặp được. Dạ. Nhiều người đi thiêu quá. Hai bà đi xe máy nhưng mà không gặp được. Lần này ra thì nhiều người. Nhưng là bà chưa bao giờ thấy trực tiếp của thầy. Chưa. Chưa bao giờ thấy. Hôm nay bà đến đây thì cháu thấy bà rất là xúc động. Thì bà có thể chia sẻ. Bà đi chùa cũng nhiều nhưng mà bà tin tưởng lắm. Dạ. Nghĩa là hôm nay cái điều gì đó mà làm cho bà xúc động mà bà suy nghĩ như vậy ạ? Bà đi chùa nhưng mà mô Phật A Di là Phật sinh thai. Các thầy các sư nhưng mà coi như là sư giả. Dạ. Sư ăn tiền bà. Dạ. Mua các đệ tử. Không cần các Phật tử đem cái gì đến. Dạ. Cần cái tự lương tâm và đạo đức con người. Dạ. Là trên hết. Được rồi. A Di Đà Phật, mô Phật.